Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử đồng thời tuyên phạt Trung Hồng Lâm 36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm tù giam; Hồ Phi Hùng 38 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 19 năm tù giam; và Nguyễn Mậu Hoàng Long 36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 18 năm tù giam cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, Lâm Long Hùng và Huỳnh Quang Vinh bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình cai nghiện, Lâm Long Hùng và Vinh bị bệnh nên được chuyển đến bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập để điều trị. Lâm Long và Hùng điều trị tại khoa nội 2. Trong thời gian điều trị, sức khỏe của Lâm Long và Hùng ổn định nên đã tự nguyện hỗ trợ bảo vệ an ninh và chăm sóc bệnh nhân tại khoa nội 2. Vinh được điều trị tại khoa nội 1 đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 năm 2021 thì bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá nên được chuyển đến phòng cấp cứu khu B, khoa nội 2 để điều trị. Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn nên Lâm Long Hùng dùng tay, chân đánh hội đồng Vinh khiến nạn nhân trượt từ trên giường xuống nền nhà. Nhưng cả ba vẫn tiếp tục đánh Vinh. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì bị chấn thương sọ não gây xuất nội sọ